Tôi đi nhầm rồi. Quỳ cái rượu, 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 quỳ cái rượu. Không mệt đâu. Này, mấy con chim này mình để nấu cháo cho thằng cu đậu ăn. Nó quý lắm đấy, đừng có bán. Dạ. Chim. Đi thôi. À, cu đậu về rồi hả? Em bé đậu giúp anh. Đúng rồi. Con à cô. Này, ông đã nghe Tam Quỷ kể chuyện ma bao giờ chưa? Tôi cũng nghe lâu rồi. Mà tưởng lão ta đi biệt xứ rồi mà. Trước đây lão ta hay kể chuyện ma, không khéo nó vất vào người ấy. Mà vợ lão ta mới chết, ghê lắm. Thế á? Thế tối tôi với ông phải sang xem thế nào? Ừ, nhưng mà ghê lắm, nghe nói bảo chết ghê lắm. Tôi sang nhá. Mà ăn đi. Con mời ông ăn cơm. Ờ. Đức đâu rồi? Dạ, chồng con sang làng bên có việc ạ. Con mời ông mà. Ông cứ ăn cơm đi. Con với chị dẫn cô đội ra ngoài ngắm đom đóm. Hôm nay đom đóm nhiều lắm. Đi xem đom đóm thôi. Đi nào. Cô đội ơi.